Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 và quyết định số 1176 ngày 1 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ, phân công điều động ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chỉ định tham gia Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội nghị sáng nay đã thống nhất hiệp thương ông Lê Văn Trung giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Lê Văn Trung sinh năm 1966, quê quán quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn, thạc sĩ kỹ thuật, trình độ chính trị cao cấp. Phát biểu nhân nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lê Văn Trung cho biết đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực toàn diện, rèn luyện và cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, hội nghị lần này cũng đã thảo luận cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, như báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác mặt trận sau tháng cuối năm 2024. Tờ trình một số nội dung xin ý kiến tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 13 và thông qua các nội dung của văn kiện đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029.